Ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức sàn giao dịch việc làm năm 2023 của huyện Yên Lập, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Viết Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự sàn giao dịch việc làm còn có các đồng chí là thành viên ban tổ chức sàn giao dịch việc làm của huyện, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban quản lý nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện, các đồng chí là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, bí thư đoàn thanh niên các xã Đồng Lạc, Minh Hòa, Ngọc Đồng, Ngọc Lập và các đồng chí cán bộ phụ trách công tác lao động thương binh các xã, thị trấn. Và đặc biệt với sự hiện diện của 20 doanh nghiệp, công ty tuyển dụng lao động đi xuất khẩu, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh, cùng trên 500 học sinh, người lao động trên địa bàn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức sàn giao dịch việc làm lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời đồng chí ạ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các thầy giáo, cô giáo, các doanh nghiệp và toàn thể các cháu học sinh thân mến, thực hiện kế hoạch số 724 ngày 12 tháng 5 năm 2023, Ủy ban dân huyện Yên Lập về tổ chức các sàn giao dịch việc làm tại huyện Yên Lập năm 2023. Hôm nay tại trường Trung học phổ thông Minh Hòa, Ủy ban dân huyện, ban tổ chức chương trình sàn giao dịch việc làm lần thứ 3 tại trường Trung học phổ thông Minh Hòa. Lời đầu tiên, thay mặt Ủy ban dân huyện và ban tổ chức, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các doanh nghiệp, các trường, các cháu học sinh cùng toàn thể quý vị lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe, chúc sàn giao dịch việc làm của chúng ta thành công tốt đẹp.